Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa nay thường lấy đức để chinh phục lòng người là ý này vậy. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng oán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tai sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm.